chiều sứ thiên, ngày 90. Hãy nghe phải nhắc lại cách nói, thôi, mình vừa ăn cơm trưa, vẫn còn rất no. Xoàn 午饭刚还很饱，算了，我刚吃午饭还很饱，算了，我刚吃午饭还很饱。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung. Tiếng chung của bạn thật tốt. Nghĩa trung huấn rất hảo. Đương nhiên là có thể ạ. Tăng rán có thể ạ. Từng nghe nói qua Quế Lâm. Thiên số của Quỷ Lín. chính là chị ấy dạy đấy. Chịu sử tha chéo Của bạn thì sao? Nghĩ đó nó. Người Việt Nam đại bộ phận đều. Yên nà rến đại bộ phận đâu? Ừ, vì rất tiện. Ừ, khẩn phang biển. Thêm bạn xong rồi. Cha khảo lợ. Đường khách sáo. Bia khởi chỉ. Nhân viên phục vụ, người phục vụ. Phú vụ Làm phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下儿。từng uống qua đồ uống ở chỗ này chưa？喝过这里的饮品吗？chất lượng cũng không tệ，质量也不错。咖啡、茶、香和卡布奇诺。 绿茶、咖啡和卡布奇诺，非常香，味道很好，很香。我也觉得，们，也，这要不要，吃，甜品。 thôi，算了，vừa ăn cơm trưa。